xin chào mọi người, tôi Phạm Việt Anh. Đấy anh em ạ. Đấy thì ngày hôm nay anh em thấy gì đây chưa? Một em Porsche anh em nhá. Đấy Porsche, được chưa? Porsche. Porsche. Màu vàng được chưa? Yêu bị khóa bánh rồi anh em ạ. Chán thật đấy anh em. Khóa bánh rồi nên là thôi. Thì anh vẫn dùng con VinFast của Việt Anh để đi chuồn gà anh em nhá. Được chưa? Thì bây giờ thôi, VinFast anh em ạ. Porsche khóa bánh rồi. Được chưa? Ok. Đi nhá. Ê, lêu lêu, quạt chơi bị khóa bánh nhá. Sao vậy? Anh em ơi. Hay lắm, hay lắm. Trời trời. Yeah, yeah, yeah. Em đêm nay ngon và căng cực. Xăng chành cùng đi ăn một chân trắng thế, đéo có nút nốt mũi đốt luôn. Anh ngồi đây chút được không? Sao sao trời nắng này em ngồi đây một mình làm gì ấy? Em đang đợi xe buýt ạ. Xe buýt á? Vâng. Nắng này làm gì xe buýt đâu? Đúng này. Bây giờ có thấy xe nào chạy qua đây đâu? Tất cả đều đúng. Em vẫn ngồi đây đợi xe về mà. Thế á? Vâng. Nhưng mà em ở đâu? Em ở ngay ở đây ạ. Cách trồng khoảng 3 cây. Em ở tòa S204. S204 á? Thế là ngay đây mà, cách đây 3 cây mà. Đúng không? Anh ở tòa S203. Cũng gần mà. Ui, trái đất này tròn rồi đấy. Thế là... Em bây giờ chờ xe buýt về á? À vâng. Em cũng chờ một lúc rồi, chắc là sắp có xe rồi. Sắp có à? Anh nghĩ tầm này không có xe về đây đâu. Nắng này người ta không chạy đâu. Hợp lý. Hay là anh cũng ở gần chỗ em thì hay là lên xe anh chở luôn này. À thôi, em chắc là xe sắp đến rồi á. Em hả? Em ngồi chở cũng được ạ. Chở cũng được á? Thì bây giờ em chở nó lâu ra, ví dụ trời nắng như này em ngồi đây đen hết da, làn da này mà đen thì phí á. Em ngồi quen rồi, không sao đâu ạ. Không, nhưng mà anh thấy em đẹp như này nữa thì ngồi đây nó đen hết da đi. Nếu mà anh nói đẹp quá thì em đen bớt, em xấu bớt đi cũng được. À, bây giờ lên anh chở về có sợ gì đâu. Thôi xem được anh chở em đi đâu sao? Chở đi đâu á? Anh thì chở về nhà anh làm con dâu mẹ anh thôi. Hả? Ơ đùa anh đùa ấy, nhưng mà bây giờ kiểu là trời cũng nắng ấy. Thì mà đây ngồi xe buýt thì anh cũng chở em về, anh cũng gần đấy mà. Ngay bên cạnh gì nữa. Không, em không phải nghĩ gì đâu, bây giờ anh chở em về thôi. Nghĩ đơn giản thôi, anh chở em về. Được không? Dạ vâng ạ. Ok. Lên ra đi. Ui, mát thế. Nhưng mà em sao em lại cũng ở gần đây nhỉ? Duyên rồi đấy. Em mới tại vì là dịch thì em không làm chỗ em nữa ấy. Cho em nghỉ dịch ấy thì em chuyển mới chuyển sang đây thôi. Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Em biết anh cũng đang chờ mong. Thôi đây em sống luôn à? Em ở bên đây luôn đúng không? Dạ vâng. Em ở bên đây về cùng với bạn ấy. Bao giờ hết dịch đi làm lại thì em về lại chỗ làm của em. Anh nhìn em quen lắm. Ừ. Quen như nào? Hình như anh xem ở đâu rồi ấy. Xem thấy em á? Đúng rồi. Ở đâu ạ? Hình như là... Em có một cái video TikTok mà... Video TikTok thè lưỡi ra đúng không?
Now watch me whip. Anh xem video của em rồi. Nhưng mà công nhận lưỡi dài thật. Mà bên ngoài lưỡi có dài không? Video có chỉnh sửa gì không? Không, video làm gì có cắt chỉnh gì. Đâu, bây giờ anh xem lưỡi của em được không? Nhưng mà video đấy hot nhỉ? Vâng, em cũng không biết tại sao nó lại được hot như thế nữa. Chúng ta cũng ok. Tạm tạm. Em sao da em trắng đấy nhỉ? Hả? Cái đấy phải hỏi. Em có một gì hết. Em có một cái nét gì đấy mà kiểu như là khiến bao gã đàn ông gục ngã. Bao gã đàn ông gục ngã. Anh ngã mà lên xe hóa hết cả mắt. Bây giờ em còn học không hay là đang làm gì? Không, em đi làm rồi. Đi làm rồi á? Em đang làm công việc gì? Em làm spa. Spa? À, có nghĩa là em làm về kiểu tiêm hay là làm da hay là làm gì? Em làm về da. Về da á? Ừ. Nhưng mà anh thấy bây giờ con gái người ta làm spa nhiều nhỉ? Nghề làm đẹp bây giờ nó kiểu lên ngôi ấy. Đúng rồi. Nên là nhiều người làm. Mà anh thấy ai kiểu làm đẹp thì người cũng đẹp ấy. Đúng này, tất cả đều đúng. À, em xinh đẹp như này em chắc là có người yêu rồi à? Em chưa. Em đã làm gì có người yêu? Em đang sợ ế đi. Buồn á? Em chưa có người yêu á? Yêu chẳng buồn. Em chưa có người yêu á? Em chưa. Ừ, à mà anh xem trên video của em cũng thấy có quay với người yêu rồi. Chắc cũng chưa người yêu thật. Có thì nói có, không thì nói không, thì sao phải đối với làm gì. Đúng rồi. Sao phí thế nhỉ? Phí nhỉ? Đấy, phí thế mà có anh nào. Yêu em nè, phí thế. Yêu em nè, phí thế. Yêu em nè, phí thế. Nhưng mà chưa có người yêu thật đấy. Thật, em nói thật mà. Sao anh không tin? Anh cứ hỏi đi hỏi lại. Thì một người mà kiểu xinh đẹp khiến bao gã đàn ông gục ngã này, chắc là phải tìm một người nào đấy rồi chứ. À cha con, sao mày cứ trêu bố mày suốt thế? Mày yêu bố mày. Khó. Anh kiểu em chưa có người yêu đúng không? Anh cũng kiểu chưa có người yêu ấy. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Thì biết là mình có thể hẹn hò yêu đương không? Ô, hẹn hò yêu đương luôn á. Em kiểu trước khi yêu ai phải tìm hiểu thật là kỹ, không thì kiểu vội đến rồi vội đi ấy. À, kiểu chợt đến rồi chợt đi thì buồn lắm nhỉ. Yêu phải xác định yêu lâu dài đúng không? Chứ mà yêu mà vài hôm hoặc yêu vì một số lý do gì đấy thì chán lắm. Khó nhỉ. Yêu với lại yêu nhau đâu cần phải lúc nào ở với nhau đâu đúng không? Nhưng mà đấy, toàn em ở đây đúng không nhỉ? Dạ vâng đúng rồi ạ. Ok, anh ở toàn bên kia luôn. Sao lại duyên đi nhỉ? Thật đấy. Đây đúng không? Dạ vâng. Ok. Bây giờ em về à? Vâng. Thì giờ anh chở em về thì em cũng về thì em làm gì? Bây giờ nếu em mà về thì chẳng nghe chúng mình lại hết duyên ở đây à? Mày có duyên thì gặp lại. Thế thì khó lắm. Sao mà khó? Hay là bây giờ anh với em chơi một cái trò chơi đi. Chơi trò chơi. Chơi trên xe. Chơi một trò chơi.
gì trên xe với em. Hay là, à bây giờ này đi. Hay là, để anh có một quyển sổ nhá. Được chưa? Một cái bút nhá. Bây giờ như này, rất là nhanh gọn, trò chơi này rất là nhanh gọn, được chưa? Bây giờ anh có một bút được chưa? Đây là một quyển sổ. Bây giờ từ 0 đến 9 nhá. Anh sẽ viết một số ra đây. Được chưa? Chẳng hạn như là số 2 đi nhá. Anh viết ra số 2. Đấy, xong anh đưa bút cho em để không thay đổi số 2 nữa. Đấy, thì em phải đọc ra một số. Thì là em có thể là, nếu mà em đọc trúng số 2 của anh thì là em thua. Được chưa? Còn em đọc 0 1 hoặc là 3 4 5 6 7 8 9 là em thắng. Nghĩa là anh chỉ có 1 phần 10 cơ hội để thắng em thôi. Đúng chưa? Đấy xa. Thế thua thì sao mà thắng thì sao? Nếu như bây giờ em mà thắng, được chưa? Đấy, em thắng thì anh sẽ làm xe ôm cho em 1 tháng. Xe ôm 1 tháng? À. Nhưng mà em đi chơi nhiều lắm anh. Thì anh đi được hết. Đó, anh có chắc thua chắn không? Anh chắc chắn không? Nếu có phải trả giá anh cũng xin chấp nhận. Nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá. Được chưa? Bởi vì anh thua. Đúng không? Đấy, bây giờ anh sẽ viết một số ở đây nhá. À, còn nếu mà em thua ấy, anh chỉ có 1 phần 10 để thắng em đúng không? Nếu mà anh mà thắng, anh viết đúng cái số đấy mà em mà đọc đúng số đấy thì em mà anh sẽ cho em một cái vào má. À, anh chỉ có 1 phần 10 cơ hội thắng em thôi. Nào, không thì anh thua anh làm xe ôm cho em 1 tháng, chưa? Chắc chắn không? Chắc chắn. Làm xe ôm 1 tháng nhé. Anh chắc chắn mà. Chắc chắn mà em thắng. Ok, cầm bút để anh không thay đổi cái số này. Được chưa? Ok, em chọn một số đi. Chọn tránh cái số anh viết ra được. Số 6 đi. Ủa sao em lại chọn trúng? À, sao em lại chọn số 6? Ví dụ em chọn 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoặc số 7, 8, 9 thì em thắng rồi. Sao thế nhỉ? Em không biết sai luôn. Thôi nhá, chơi đẹp nha. Chơi lại được không? Chơi lại được không? Ừ, nhưng mà phải nốt keo này. Ok. Chưa? Rồi, đưa má đây. Nhắm mắt lại chưa? Nào, nhắm mắt lại nhá. Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng gian nữa xa rồi, cứ nhắm mắt em nói vào phía mắt. Xong rồi đúng không? Ok. Ôi, nhưng mà bây giờ về à? Về thì anh về à? Về lúc nào mới gặp lại nhau được? Thì em bảo rồi, bây giờ có duyên. À hay là em kết bạn Facebook với anh đi. Facebook em vừa tìm TikTok rồi. Thế khởi sao nào. Đây, đặc biệt đúng không? Anh gửi cho em chưa chấp nhận nhỉ? Đây. Chấp nhận đi. Ok, lát lại đến chú nhận. Nhớ nhá. Hứa nhá. Rồi. Mang bài văn. Được chưa? Nhớ về chấp nhận nhá. Ok, giờ này đúng không? Vâng ạ, okay. Cảm ơn nha. Ok. Bye bye.